quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí. Cựu đại sứ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Trung bị cáo buộc tiếp tay buôn lậu ngà voi. Sau vụ phơi vây cá mập trên mái nhà Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Chile hồi tháng Giêng 2018, nay lại có thêm cáo buộc cựu đại sứ Nguyễn Văn Trung ở Mozambique đã tiếp tay buôn lậu ngà voi. Ông Trung từng làm đại sứ Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm Cộng hòa Mauritius trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập Báo Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vào hồi tháng 6 năm 2018. Nay có tin tổ chức điều tra môi trường EIA đặt trụ sở tại Anh Quốc công bố báo cáo chính thức mang tên Vạch trần rắn nhiều đầu, vai trò ngày càng tăng của các tổ chức buôn bán ngà voi ở Việt Nam. Báo cáo thu thập dữ liệu từ cuộc điều tra bí mật kéo dài hơn 2 năm, hé lộ mối quan hệ giữa người trong mạng lưới buôn bán động vật hoang dã và giới chức ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Theo báo cáo, 56 tấn ngà voi đã bị tịch thu tại Việt Nam và thêm 20 tấn lấy ở các nước khác được cho là có liên quan đến Việt Nam. Số lượng này tương đương với khoảng 11.414 con voi đã bị săn bắt để lấy ngà. Các tập đoàn trong đường dây này được cho là đã săn bắt động vật ở các nước Phi Châu như Mozambique, Nam Phi và Nigeria và vận chuyển các bộ phận động vật đến Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam muốn vay thêm nước ngoài vì nhu cầu vốn vượt 59.000 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa yêu cầu vay nợ nước ngoài thêm vì nhu cầu vốn đã vượt Quốc hội cho phép là hơn 59.000 tỷ đồng. Bộ này vừa trình Chính phủ Cộng sản Việt Nam phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách giai đoạn 2016-2020. Theo giải thích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tăng vốn các dự án đường bộ cao tốc tới 13,1 ngàn tỷ đồng là do chuyển đổi cơ chế từ vay lại sang nhà nước đầu tư trực tiếp đối với các dự án giao thông do Tổng Công ty Đầu tư Đường Cao tốc VIEC và Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam. Trong đó, riêng dự án của VIEC là 12,7 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến tháng 9 năm 2016, nợ công của Việt Nam đạt 61% tổng sản phẩm quốc hội GDP, và con số này tăng lên gần 65% vào thời điểm 2017-2018. Tốc độ tăng nợ công của Việt Nam gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP. Thưa quý vị, công nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu nhận gia công cho nước ngoài. Điện thoại, điện tử, máy tính, dệt may, dây giày là những lĩnh vực doanh nghiệp Việt gia công nhiều nhất cho các công ty nước ngoài. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố hôm 19 tháng 9 cho thấy, trong năm 2016, các doanh nghiệp Việt đã thu về 8,6 tỷ Mỹ Kim qua việc gia công lắp ráp cho nước ngoài. Trong số những mặt hàng chủ yếu được gia công thì dệt may và giày dép chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 4,1 tỷ và 2,7 tỷ Mỹ Kim. Tiếp theo là lắp ráp điện thoại và máy tính. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam chủ yếu sử dụng nguyên liệu gia công do nước ngoài cung cấp, nên tỷ lệ giá trị nguyên liệu nhập cảng về so với giá trị hàng hóa sau gia công ở mức khá cao, lên đến 62,3%. Theo người đứng đầu Tổng cục Thống kê này, trong khu vực điện tử, Việt Nam chỉ thu được phí gia công lắp ráp do nước ngoài trả. Chỉ có khu vực dệt may, da giày, doanh nghiệp Việt ngoài phí gia công còn thu được ngoại tệ từ việc cung cấp nguồn nguyên liệu. Trung Cộng cáo buộc tàu nước ngoài gây bất ổn tại Biển Đông. Thưa quý vị, đại sứ Trung Cộng tại Anh đã nói rằng chiến dịch tự do hàng hải của các cường quốc tại Biển Đông đe dọa an ninh của Trung Cộng, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Đại sứ Trung Cộng tại Anh Quốc là ông Lưu Hiển Minh đã nói như vậy vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 9 tại một buổi gặp mặt thường niên của các nhà ngoại giao tại các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung Anh Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam trích dẫn lời nói đó và cho biết những phát biểu của ông Lưu cũng được lưu trên trang web của Sứ quán Bắc Kinh tại London. Phát biểu của ông Lưu được đưa ra sau khi một chiếc chiến hạm Anh HMS Albion đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa vào ngày 31 tháng 8. Quần đảo này Trung Cộng đang chiếm giữ, nhưng Việt Nam cũng đòi chủ quyền. Mới gần đây nhất thì Nhật Bản đã cho tàu ngầm vào Biển Đông để thực hiện một cuộc tập trận, gây nên sự chỉ trích của Trung Cộng. Thưa quý vị, tin giải trí cho biết Wolf Alice thắng giải thưởng âm nhạc Mercury 2018. Ban nhạc rock Wolf Alice đã giành giải Mercury của Anh vào thứ Năm 20 tháng 9 cho album Visions of a Life, đánh bại sự cạnh tranh từ High Flying Birds, The Arctic Monkeys. Ban nhạc 4 thành viên đến từ phía Bắc London, lần đầu tiên bắt đầu sự nghiệp vào năm 2010, đã giành được 25.000 bảng Anh, tức là 33.165 Mỹ Kim, và danh hiệu album của năm, một danh hiệu được trao cho nhiều nghệ sĩ âm nhạc từ năm 1992. Visions of a Life, album thứ hai của nhóm đã giành được lời khen ngợi từ các nhà phê bình khi được phát hành vào năm ngoái và không đạt được hai trong bảng xếp hạng album của Anh.
Bản tin giải trí tiếp theo cho hay bộ phim The House with a Clock in Its Walls được dự đoán đứng đầu phòng vé của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phim mới của hãng The Pictures, The House with a Clock in Its Walls, đang được dự đoán sẽ chiếm vị trí hàng đầu của phòng vé Hoa Kỳ cho ngày cuối tuần, kết thúc vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 9. Bộ phim đánh dấu bước đột phá đầu tiên của đạo diễn phim kim dị Eli Roth và bộ phim dành cho gia đình với sự tham gia của Cate Blanchett và Jack Black. Phim được dự đoán là thu được 21,7 triệu Mỹ Kim. Phim đứng đầu bảng vào tuần trước là bộ phim The Predator rơi xuống vị trí thứ hai với dự đoán là 9,3 triệu Mỹ Kim. A Simple Favor, một bộ phim kinh dị hài hước với sự tham gia của Anne Kendrick và Blake Lively cũng giảm một vị trí và dự kiến sẽ thu được thêm là 8,8 triệu Mỹ Kim. Bộ phim kinh dị The Nun, bộ phim truyền hình nổi tiếng The Conjuring được dự đoán sẽ thu được thêm 8,3 triệu Mỹ Kim vào cuối tuần này. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 22 tháng 9 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời nắng nhẹ và mây rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 71 và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thành phố New York trời nắng nhẹ và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 75 và thấp nhất vào ban đêm là 61. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa thấp chỉ vào khoảng 10%. Thủ đô Washington DC trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 80, thấp nhất vào ban đêm là 64. Gió Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có khoảng 20% xác suất mưa. Khu vực Atlanta trời nắng và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 và thấp nhất vào ban đêm là 68 độ. Gió đông nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Orlando trời mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90 và thấp nhất vào ban đêm là 74 độ. Gió đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Khu vực Chicago trời mây và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 64 và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ. Gió đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Dallas trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 82 và thấp nhất vào ban đêm là 72 độ. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo sẽ có mưa kèm theo dông và sấm sét kéo dài đến chiều tối. Houston trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86, thấp nhất vào ban đêm là 75. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 80% mưa nhiều vào buổi sáng kèm theo dông và sấm sét. Chuyển sang khu vực Seattle, trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 65 và thấp nhất vào ban đêm là 52. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 40% mưa vào buổi sáng. San Jose trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 85 và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ. Gió Đông Nam chuyển thành gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Los Angeles trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 83 và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ. Gió Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị.